Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ngay sau khi được bầu tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là giáo sư tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Đồng chí Vương Đình Huệ là người thứ 12 giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Buổi chiều, Quốc hội cũng bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm đối với ba phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các phó Chủ tịch Quốc hội.